Đây, hôm nay mình review cái nhà của cô Út, cô Út Bảy đây. Nhà màu xanh trên sơn với màu trắng nha. Chào. Đây là mừng tân gia. Đây hai bàn dạo tiếp khách đây trước nha. Này, chào. Ban đầu chúng ta thấy đầu tiên là cái cửa lớn này, bước lên cửa lớn là chúng ta sang bên tay trái là có một cái cửa, và đây là phòng khách này. Đầu tiên chúng ta nhìn vào phòng khách thì chúng ta quan sát trên trần nhà, thấy trang trí rất là đẹp, màu sắc rất là trắng này, cảm ơn lắp ráp. Đây là bàn ghế gỗ, còn kia là cầu thang. Bên cạnh cầu thang là chúng ta thấy là nơi thờ kính của Thiền Pháp Tạng, cái bảng để rất là đẹp nha, hoàn toàn là mình gỗ nha mọi người. Bên dưới là thờ có là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đông Độ Dược Lưu Quang Như Lai và Vô Thượng Di Lặc Tông Phật. Đây là nơi thờ kính này. Bên đây chúng ta thấy là quan công đang cởi con ngựa gì rất nổi tiếng của thời Tam Quốc, được trang trí bày bàn ngoài chuông nơi thờ cúng của các Phật tử này. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi lên cầu thang. Cầu thang là làm toàn bộ bằng gỗ nha mọi người. Cầu thang chúng ta thấy là điêu khắc bằng gỗ rất là tinh xảo này. Trên cầu thang rất là to. Đấy, giờ chúng ta sẽ bước lên cầu thang tham quan ở trên nha. Rồi cầu thang. Lên trên cầu thang là chúng ta thấy bên chúng ta phải mình là một cái hoa viên đó. Đấy. Nơi rất là rộng rãi. Và bên trước là một cái ban công rất là rộng lớn này. Đấy. Rộng lớn là ban công. Xong quay vào đây là chúng ta thấy có một cái giếng trời. Đấy. Giếng trời rất là rộng rồi ha. Xong ta đi tham quan tiếp. Bên tay phải chúng ta đây là một cái nơi, cũng là một phòng nghỉ này. Phòng nghỉ chúng ta thấy là được trang trí nơi thờ tượng. À, đây là cái cửa sổ. Cửa sổ chúng ta dùng cái rèm để kéo lại. Đấy. Bên kia cũng cửa sổ, đây là chắc đã lắp điều hòa này. Rồi chúng ta đi tham quan tiếp phòng thứ hai. À, phòng thứ hai là phòng đây là đóng cửa rồi, mình không vào được. Còn ra cái hành lang đây thì ta thấy đây là nhà vệ sinh này. Rồi chúng ta khám phá xuống phòng ngủ của gia chủ. À, trên xuống cầu thang này. Đang đứng trên cầu thang chúng ta nhìn xuống thấy cái phong cảnh cũng rất là tương đối là đẹp mắt nha. Chào kéo ngọt. Xe vô kéo ngọt. Đây cũng là một cái phòng khách này. Nhìn rất là rộng rãi nha. Phía sau đây là cái nơi bếp. Đây là bếp, chúng ta thấy tủ lạnh này, bếp các loại. Đấy. Cái lạnh giá nóng nướng các loại. Bên phải bên đây là nhà vệ sinh. Ở nơi trống này là nơi đỡ xe, dùng cái cửa cuốn. Đấy. Cuốn nha mọi người. Cơ kéo thì nhấn nút là sẽ lên xuống. Đầu tiên chúng ta có thể dùng cây để quay. Rồi chúng ta đi tham quan cầu. Bên tay phải bên đây là sẽ vào nơi phòng của gia chủ đây. Và nó có vào nhỏ. Rồi, đập vào mắt chúng ta thấy là cái tủ hoành tráng, tủ lớn hơn như tới trần nhà luôn.
có sự sắp xếp mới dọn về cho nên là review. Cơ 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 hỏi nó rung mà chạy á.